Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một cái que kem mà có thể được đồ bên trong và cũng rất là dễ thương, siêu cực đơn giản luôn nhé. Thì các bạn cần là ba tờ giấy màu khác nhau, một cái kéo, một cuộn băng keo hoặc là hồ dán chặt một xíu nhé các bạn, một cây thước, một cây bút để vẽ mặt một cái que kem. Tương tự bên này cũng vậy luôn.
màu nhau thì các bạn sẽ xem và chọn loại giấy nào mà các bạn yêu thích nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ canh cho mình cái chỗ này nó dài hơn nha. Thì mình sẽ cần đến là thước đây. Thì cái miếng này nó dài khoảng 11 cm thì mình sẽ lấy là 1.5 cho nó dư ra một xíu. Thank you.